Hello, xin chào các bạn. Nhìn sang trái, nhìn sang trái nha. Ta-da! Và ngày hôm nay sẽ là một video mình mở hộp và trải nghiệm trên tay nhanh luôn. Đó chính là chiếc tai nghe có dây đến từ thương hiệu Motorola, là em tai nghe Motorola Pulse 200 Bass. Nói chung thì em này là mình săn sale. Các bạn có thể săn sale ngay ở trên Lazada nhé. Ngày 12 tháng 12 siêu sale cực kỳ hấp dẫn. Thì em tai nghe này có mức giá là từ 1.100.000 bao nhiêu ạ, giảm xuống chỉ còn có hình như là 4xxx. Nói chung về giá cụ thể thì các bạn hãy click ngay vào link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé, để biết được giá của em này, hàng chính hãng luôn. Nó nào, mở hộp. Giọng này người nào phải nói xong rồi giọng nó không được hồi sức ý, nó có bị khẳng khẳng. Nhờ bây giờ mình sẽ test tai nghe. Đóng gói rất là đơn giản luôn nha mọi người. Hãy coi như đây là một món quà Noel dành cho chúng ta, bởi vì em tai nghe này có màu đỏ. Mặc dù không hợp mệnh với mình nhưng mà không sao cả. Nhìn nó rất là năm mới ấy. Và bên trong này rất là đơn giản, các bạn sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng thôi này. Quà dày cộp luôn, Motorola. Và chúng ta sẽ có một cái dây kết nối. Kiểu lúc đầu mình mở hộp ấy, mình gọi ủa chết rồi, tai này không có cái nút mà ấn kết nối Bluetooth. Nhưng mình chợt nhận ra đây là tai nghe có dây mọi người ạ. Cái cảm quan đầu tiên của mình khi mà cầm ở trên tay em tai nghe này ý, thì về cái chất liệu nha mọi người. Có thể thấy ngay là cái chất liệu nhựa này thì mình thấy là nhựa cứng. Tuy nhiên nó cũng không thực sự là kiểu cảm giác là cao cấp lắm đâu. Với cái mức giá mà khi giảm ấy chỉ có 300-400 nghìn thôi ý, thì tạm được. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy là một cái thiết kế nhìn qua rất là cá tính và hầm hố. Nhìn nó cứ bị game thủ làm sao ấy, nhất là cái logo chữ M này của Motorola này. Nhìn nó khá là gaming. Đấy, mình sẽ đeo thử cho mọi người xem. Có tay trái, tay phải luôn này. À, tất cả chúng ta phần đệm tai cũng như là phần ở trên đầu đều là bọc da hết. Nhưng mà không biết là dùng lâu trong một khoảng thời gian dài thì cái chỗ này, đối với những bạn mà da mồ hôi ấy, thì nó có bị là mủn da hay là bị nổ da không? Nhưng mình nghĩ là có đấy. Với cái tầm giá này thì mình cũng sẽ không thể nào mà đòi hỏi hơn được, đúng không mọi người? À, đây là chúng ta có điều chỉnh được tai nghe để cho ôm vừa đầu như mọi người, nới ra nới vào này. Đó. Đây mình sẽ đeo và mình nghe thử luôn. Một cái hay của tai nghe trùm đầu ấy, khi là đeo vào thì mình sẽ cảm thấy là, đối với chiếc tai nghe này, mình cảm thấy là mình gần như là cái âm thanh xung quanh nó cũng được tách biệt một chút, tuy là không quá rõ rệt. Đây là khi mình chưa bật nhạc nha. Và đeo thì cũng không nặng lắm mọi người ạ, nhẹ. Tại vì này, nhựa này cũng nhựa nhẹ mà. Bây giờ mình sẽ kết nối với cái jack 3.5mm này, cắm vào điện thoại và nghe thử một đoạn nhạc để xem. Nghe nói là em tai nghe Motorola Pulse 200 Bass này có khả năng là chống ồn nữa, nên là mình sẽ thử bản nhạc bass, bởi vì em này thấy bảo là về cái chất lượng âm bass cũng khá là tốt. Ok. Được đấy. Các bạn ơi, mình phải tắt nhạc đi. Nếu không thì mình sẽ bị tắt nhạc đi, nếu không mình sẽ bị nói bị âm lượng to quá ấy. Và cái trải nghiệm của mình thì thực ra mình đánh giá đối với một người tai trâu ấy, em này có cái chất lượng âm thanh sẽ là mình cho khoảng 5/10, nhẹ nhàng như thế. Bởi vì mình sẽ test thử luôn cho các bạn nhé. Thực tế nó vẫn, mình vẫn có thể nghe được cái âm thanh xung quanh ở bên ngoài. Nào, bây giờ mình sẽ thử này. Nghe nhạc, em nói thử câu gì nhá. 1, 2, 3, 4 đúng không? Chuẩn, vẫn nghe được. Nói chung là khả năng chống ồn chủ động thì mình chấm 5/10. Ok. Cái các thao tác thì các bạn rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ có duy nhất một cái phím bấm vật lý ở trên phần tai này này, để các bạn nghe nhận cuộc gọi cũng như là dừng phát nhạc. Và đặc biệt là cái tai nghe này ý, thì các bạn sẽ không phải lo việc kết nối tai nghe Bluetooth không dây thì sẽ hạn chế trong vấn đề là chúng ta chơi game có độ trễ, đúng không? Với một chiếc tai nghe mà mức giá chỉ từ 300-400 nghìn, chúng ta có thể là cắm luôn vào chiếc điện thoại của mình để chơi game. Tất nhiên là điện thoại phải có jack cắm 3.5mm nhé mọi người. Đó, mình sẽ chơi game được những tựa game PUBG các kiểu, nghe được tiếng chân địch thời gian thực luôn này. Đấy là chia sẻ của mình đối với chiếc tai nghe này. Và nếu như bạn nào mà quan tâm cũng như là thích cái thiết kế của chiếc tai nghe Motorola Pulse 200 Bass này ý, thì có thể tham khảo ngay link mình để mô tả chi tiết phía dưới. Lazada đang sale em này có hơn 1 triệu, là chỉ còn mấy trăm, 400 mấy hay 300 mà mình không nhớ, không rõ. Nếu như mà mức giá hơn 1 triệu thì mình sẽ thấy là nó hơi cao một chút, nhưng mà khi mà giảm giá thì nó lại thực sự hời, bởi vì cái thiết kế rất là hầm hồ cá tính. Có nhiều màu sắc, mình thích màu trắng, tuy nhiên màu đỏ thì nó rất là nổi bật luôn mọi người ạ. Đây, hầm hồ cá tính và có cái khả năng chống ồn vừa phải, cũng như là các bạn có thể là gì nhỉ? Chất lượng âm thanh tốt, đối với mình đánh giá là tốt.
Ok, mọi người nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé, để mình sớm đạt 1 triệu sub. Bye bye.